điểm danh những mỹ nhân hoa ngữ bị cư dân mạng ghét bỏ vì xấu tính. Là những tên tuổi đình đám bậc nhất của làng giải trí hoa ngữ, những mỹ nhân này không chỉ khiến người khác phải xuýt xoa về vẻ ngoài xinh đẹp của mình, mà còn khiến không ít người phải ghen tị vì sự thành công trong sự nghiệp của họ. Tuy nhiên, những mỹ nhân này cũng có mặt xấu của mình, xấu tính cũng có, mắc bệnh ngôi sao cũng có. Có lẽ không ít người sẽ cảm thấy thất vọng vì thần tượng của mình. Thứ nhất, Phạm Băng Băng. Ngoài được biết đến là nữ hoàng giải trí, Phạm Băng Băng cũng được biết đến là nữ hoàng tin đồn của làng giải trí hoa ngữ. Bên cạnh những mối quan hệ mập mờ với các đại gia có tiếng, cô còn phải chịu vô số gạch đá vì cách ứng xử tùy tiện, vô trách nhiệm và xấu tính của mình. Được biết, Phạm Băng Băng thường xuyên đến muộn hoặc tự ý hủy show vào những phút cuối của các sự kiện. Cũng có nhiều tin tức đưa ra cho rằng Phạm Băng Băng đã nói xấu rất nhiều mỹ nhân khác của showbiz như Triệu Vi, Trương Tử Di, Lý Băng Băng. Cô cũng từng bị tố vô ơn khi tuyên bố không muốn nhắc lại vai diễn Kim Tỏa trong Hoàn Châu Cách Cách và Nữ Sĩ Quỳnh Giao. Trong khi đây lại chính là vai diễn bước đệm đưa tên tuổi của cô dần lên thành sao lớn. Thứ hai, Dương Mịch. Nổi tiếng là vậy nhưng Dương Mịch cũng là một trong những mỹ nhân hoa ngữ bị cộng đồng mạng tố là xấu tính và vô trách nhiệm. Chuyện Dương Mịch tham công tiếc việc không ngần ngại bỏ bê con gái gạo nếp nhỏ cho ông bà chăm sóc đã không còn là câu chuyện xa lạ gì với cư dân mạng. Mới đây cô nàng cũng vướng phải nhiều lời chỉ trích từ cộng đồng mạng, nguyên nhân là do trong đêm hội Weibo năm 2017, trong khi mọi người vô cùng lo lắng khi Angela Baby suýt vấp ngã thì Dương Mịch lại phá ra cười. Sau khi những hình ảnh này được tung lên mạng, Dương Mịch bị lên án gay gắt vì xấu tính, vô tâm. Có lẽ cô nàng cũng không ngờ đến rằng chỉ một hành động nhỏ thế này cô cũng bị cư dân mạng lên án. Thứ ba, Từ Tịnh Lôi. Từ Tịnh Lôi luôn được coi là biểu tượng của sự trong sáng trong giới giải trí hoa ngữ. Tuy nhiên, ít ai biết rằng Từ Tịnh Lôi cũng có không ít lần bị bạn bè và những người xung quanh phải lên án vì sự kiêu ngạo, thói chảnh chọe và sự nóng tính của mình. Được biết, từ sau khi Từ Tịnh Lôi tham gia giới giải trí, tính cách của cô cũng bắt đầu thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Cô thường xuyên nổi giận và quát mắng những người làm việc không vừa ý với cô. Chính vì vậy mà Từ Tịnh Lôi có rất ít bạn bè. Thứ tư, Trương Bá Chi. Trương Bá Chi được mệnh danh là ngọc nữ của giới giải trí hoa ngữ. Với nhan sắc xinh đẹp, mong manh, Trương Bá Chi nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả. Tuy nhiên, đó chỉ là khi nàng ngọc nữ xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Thực tế, cô nàng bị rất nhiều người trong giới ghét. Trương Bá Chi từng bị nữ nghệ sĩ gạo cội là Trịnh Phối Phối từng thẳng thừng lên án Trương Bá Chi mắc bệnh ngôi sao, làm mất mặt nền điện ảnh Hồng Kông. Đạo diễn Đỗ Kỳ Phong cũng từng ra mặt mỉa mai Trương Bá Chi và tuyên bố sẽ không bao giờ hợp tác lại với cô. Trần Lam từng là người đỡ đầu của Trương Bá Chi cũng phải quay lưng với cô vì không thể chịu được tính cách ích kỷ sáng nắng chiều mưa của cô. Trương Bá Chi cũng bị tố nóng tính, hấp tấp, hành xử thói ngôi sao và không biết tôn trọng người khác. Cô nàng thường xuyên phát sinh xung đột với phóng viên và chửi mắng người giúp việc. Thứ năm, Lưu Diệc Phi. Bạn có bất ngờ không khi biết rằng thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi cũng có quá khứ bị tố là xấu tính? Thuở mới vào nghề, để đánh bóng tên tuổi và tạo mối liên hệ, Lưu Diệc Phi thường xuyên dựng lên những câu chuyện hào nhoáng về bản thân, tiêu biểu có thể kể đến như cô nàng tự nhận mình là Hoa Kiều ở Mỹ, tốt nghiệp ngành diễn xuất ở những trường đại học danh giá. Những thông tin này khi được tung ra đã khiến cho không ít người hâm mộ của cô nàng phải thất vọng. Ít ai ngờ rằng mỹ nhân nổi tiếng trong sáng của giới giải trí hoa ngữ lại có thể xấu tính như vậy. Thứ 6. Giả Tịnh Văn. Nàng Võ Mị Nương Giả Tịnh Văn cũng là một trong những sao hoa ngữ bị mọi người tố là kẻ hai mặt. Theo tin đồn, Giả Tịnh Văn luôn muốn chiếm giữ vị trí sao nữ số 1 của Đài Loan. Chính vì vậy, cô không ngần ngại dùng mọi thủ đoạn để lấy lòng các vị đại gia trong ngành. Không những vậy, cô còn không ít lần nói xấu những người cô cho là đối thủ. Điều đáng sợ hơn nữa ở nàng Võ Mị Nương là có người từng phát hiện ra những con búp bê được ghi những lời nguyền rủa chết chóc đặt trong phòng tắm của Giả Tịnh Văn. Bạn cảm thấy những sao nữ này có thật là xấu tính hay không? Hay đó chỉ là những tin đồn bôi đen hoặc những chiêu trò tự tạo tin đồn để khiến mọi người quan tâm?